Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Ca sĩ ngồi chung chuyến bay với bệnh nhân Nhật Bản nhiễm Covid-19 gây hoang mang bởi tấm lưng trăng trịt vết đỏ. Bài đăng mới của ca sĩ Hiền Hồ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. Hiện tại, Hiền Hồ đang trong thời gian chấp hành quy định cách ly tại nhà 14 ngày sau chuyến công tác tại Đà Lạt hồi cuối tháng 7 năm 2020. Để người hâm mộ không lo lắng, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hoạt động của mình lên trang cá nhân. Mới đây, Hiền Hồ khiến công chúng không khỏi lo lắng khi đăng ảnh, hình ảnh chụp gương mặt mệt mỏi và tấm lưng trăng trịt vết đỏ, nữ ca sĩ kêu than hy sinh vì nghệ thuật. Á quân giọng hát Việt 2017 không tiết lộ lý do cụ thể khiến cơ thể cô như vậy, nên cư dân mạng đoán rằng nữ ca sĩ bị cảm và phải cạo gió để phục hồi sức khỏe. Nhân tiện, cư dân mạng đã để lại lời nhắc nhở Hiền Hồ giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc bản thân trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà. Hiền nhớ giữ gìn sức khỏe nha, sắp hết ngày cách ly rồi. Chị Hiền bị sao vậy? Đoán là Hiền Hồ vừa cạo gió giải cảm xong, nhìn tấm lưng kia chắc vừa cạo gió xong. Hiền chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Vài ngày trước, sau khi tìm hiểu giọng ca Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Rừng, biết được hành khách người Nhật nhiễm Covid-19 bay cùng chuyến với mình ngồi ở hàng ghế số 22, cô tự giác cập nhật lịch trình di chuyển của mình từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7, gọi điện đến đường dây nóng của Bộ Y tế để tường trình sự việc. Hiền Hồ chia sẻ như sau: ngay khi xác minh thông tin trên là đúng sự thật, ekip của Hiền đã gọi đến đường dây nóng của Bộ Y tế để tường trình và đề xuất Hiền cần phải cách ly tập trung hay không. Hiền được thông báo là chú người Nhật ngồi ở ghế 22, nên các hành khách ngồi từ số ghế 1 đến 15 không cần phải đi cách ly tập trung. Phương án là Hiền phải khai báo y tế và tự cách ly an toàn ở nhà trong vòng 14 ngày. Việc tự giác khai báo y tế và cách ly của Hiền Hồ nhận được lời khen ngợi, ủng hộ cư dân mạng đọc được bài đăng của nữ ca sĩ, fan hâm mộ của cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.